Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 33 để cho ý kiến các nội dung còn lại trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới đây và xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Anh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp. Sau khi khái quát lại một số nội dung chính tại phiên họp thứ 33, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, về cơ bản các nội dung được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị phiên họp, cũng như kỳ họp Quốc hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, phát biểu nhiều ý kiến rất trách nhiệm, từng nội dung đã được các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kết luận cụ thể. Lưu ý khối lượng công việc của kỳ họp thứ 7 là rất lớn, trong khi thời gian từ nay đến phiên khai mạc ngày 20 tháng 5 rất ngắn, nên các cơ quan cần cố gắng hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện công việc. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 xem xét 39 nội dung, trong đó có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 21 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, 15 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Giám sát các vấn đề quan trọng khác, trong đó có những nội dung có ý kiến rất lớn về kinh tế xã hội như quy hoạch không gian biển quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải chủ động, tích cực phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung để trình Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt chú trọng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về diễn biến của kỳ họp.